Hi, xin chào các bạn à, chúng ta lại gặp lại nhau uh, trong một uh, chủ đề mà theo mình nghĩ thì uh, cũng đang uh, rất được nhiều các bạn uh, không chỉ riêng mình và các bạn trong thời gian này cũng đang rất là quan tâm đó là việc mà uh, pi đã được lên menet nhưng mà chúng ta vẫn chưa đến lượt được KIC thì uh, trong cái bài phân tích ngày hôm nay mình sẽ uh, nói về vấn đề này thì uh, hôm nay đã là ngày 3 uh, tháng 1 năm 2022 rồi. Uh, đã theo lộ trình của Pico team thì uh, uh, pin đã lên mainnet được vài ngày. Thì tuy nhiên thì uh, uh, mình vẫn chưa nhận được suất KIC Thì ngày nào mình vẫn cứ đều đặn vào check trình duyệt vào ví Pi vào kic.p để để xem là mình đã đến lượt được kic chưa tuy nhiên thì vẫn chưa thấy đâu vào thì vẫn thấy số không tròn chỉnh trong ví pp của, của mình ờ, vào kiểm tra kic mục kic của pi thì vẫn chỉ là những cái thông báo cũ từ đợt mà uh, pi cho 100 người đầu tiên được test kic nó toàn là những thông báo cũ thôi vẫn see you soon soon vẫn chưa thấy đâu cả ok thế thì uh, cái vấn đề là mình uh, và các bạn đang rất là mong đợi được uh, KIC thế tuy nhiên tại sao đến thời điểm này thì vẫn chưa thấy uh, uh, đến tới suất của mình nhận được KIC thì uh, theo uh, đánh giá chủ quan của mình đây là ý kiến riêng của mình thôi nhé thì uh, Pico Team sẽ không để cho việc uh, KIC diễn ra hoạt mà theo thông báo của Pico Team thì việc này sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian 6 tháng thì Cái việc không để cho các cái tài khoản ồ ạt theo mình nghĩ thì cũng có lý do của nó Nếu mà tất cả mọi người đều đồng loạt được cây và đều nhận được số pi cơ sở ở ờ, trong cái ví pi chính thức của mình thì khả năng cao thì những cái đối tượng mà đầu cơ sẽ thu gom hết toàn bộ cái số lượng pi này và có thể làm thao túng giá hoặc một cái gì đó nó sẽ không được minh bạch cho lắm do vậy là việc cây xây sẽ diễn ra lần lượt tần tự có thể là một nhóm người sẽ được cây xây trước và những cái đối tượng khác thì được thực hiện sau còn uh, dĩ nhiên là khi mà mình cây uh, C được uh, tài khoản uh, pi của mình thì uh, cái lượng số lượng pi cơ sở uh, khai thác từ trước đến nay thì sẽ được uh, chuyển về ví của mình và khi đấy thì chúng ta có thể uh, chuyển giao nhận pi có thể uh, thực hiện mua bán đồng thuận với nhau uh, thì có thể đó sẽ là những cái bước thanh khoản đầu tiên Thì... Uh, bước ý, ý tiếp theo đó là khi mà Cai uh, C thông báo trong thời gian trước thì mình sẽ có thấy uh, một vài thông tin việc uh, sẽ phải sử dụng uh, uh, hai người mà đã cây C thành công để xác thực cho một uh, tài khoản cây C mới hiện tại thì mình vẫn uh, À, chưa thấy có cái uh, thông tin uh, chính thức nào về cái việc này Do đó là hiện tại thì uh, Việc uh, KIC thì vẫn uh, phụ thuộc chính vào cái uh, Những cái giấy tờ thủy thân của mình uh, Đây ví dụ các bạn xem uh, Đây là một uh, cái uh, um, uh, một, một, một cái hoạt động Một cái hình thức KIC Trong cái đợt uh, uh, test đợt trước Cho 100 tài khoản Thì vẫn uh, sử dụng vào những cái uh, Uh, giấy tờ tùy thân như passport uh, chứng minh uh, nhân dân căn cước công dân bằng lái xe thì uh, việc này thì chắc chắn là uh, gần như là các cái uh, um, kèo mà thực hiện cái c đều phải uh, sử dụng cái phương thức này nhưng còn cái việc mà sử dụng hai tài khoản đã kê xây thành công để xác minh cho một tài khoản mới thì cái này thì vẫn chưa rõ thực hư như thế nào thì có thể trong thời gian tới chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi để xem những cái thông báo chính thức từ Picon Team thật sự thì mình đến với kèo KP Network này thì cũng không phải là sớm có những người đã theo kèo này 3 năm mình thì cũng mới tham gia từ đầu năm 2021 đến thời điểm này thì cũng đã được gần một năm Tuy nhiên thì trong một năm vừa rồi thì mình cũng tham gia rất nhiều các cái kèo khác, tiền ảo khác Tuy nhiên mình cũng làm bao nhiêu cái bước KIC của các cái app khác, rồi các cái chương trình khác Nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy một cái kèo nào mà IC khó khăn như thế này Thì không biết là... Cái, cái cái gì khó thì có thể nó sẽ có giá trị hy vọng là pi sẽ có mang lại một cái giá trị nhất định cho chúng ta khi mà rất nhiều người mình và các cái bạn khác thì đã theo đuổi cái dự án này tương đối lâu à, thế vậy thì bây giờ trong thời gian mà vẫn chờ đợi để nhận được cái suất cây C từ pi thì chúng ta sẽ làm gì mình nghĩ đơn giản là chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi và hàng ngày sẽ vào ấn tia xét đều đặn có một cái hay là khi mà bạn chưa được tới suất KIC C thì bạn vẫn có thể tăng được cái tốc độ đảo của mình qua mỗi phiên khai thác đây Đây là một phiên mà khi mà mình đã được hoàn thành 283 phiên khai thác sau vài ba ngày thì cái lượng pi cơ sở của mình nhận được cũng sẽ tăng lên và cái số phiên này tăng lên do đó thì cái tốc độ đảo cái tỷ lệ gia tăng khi mà sau khi minet nó cũng sẽ tiếp tục được đẩy cao lên đây là sau 283 thì các bạn thấy đấy tỷ lệ phần trăm khai thác nó cũng sẽ tăng lên Thế như vậy là nếu mà mình cây muộn thì đồng nghĩa với việc là cái tỷ lệ khai thác này của mình nó cũng sẽ được tăng lên đôi chút đó mình thì mình cũng sẽ quyết định là sẽ để tài khoản đấy 3 năm và tiếp tục đào tiếp. Ừ, cái tổng cung của Pi thì theo Pi có team công bố chính thức thì nó là 100 tỷ và chúng ta có khoảng đâu đó 65 tỷ à, cho cái việc mà ừ, không, sorry các bạn, 80 tỷ, 80 tỷ cho cái việc mà có thể khai thác, trong đó thì chỉ khoảng 45 45 tỷ là sẽ được uh, phân phối cho những cái phiên khai thác sau khi minnet này của chúng ta tuy nhiên vì vậy là chúng ta nên tận dụng những cái cơ hội để có thể làm tăng cái tỷ lệ khai thác này và chờ đợi được đến lượt mình kic đó theo quan điểm của mình là như vậy thì chúng ta cũng nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và trong lúc chờ đợi kic thì các bạn đừng quên ấn tia xét nha rồi cảm ơn các bạn